Chào mừng quý vị cùng quay trở lại với bản tin sáng ngày hôm nay trên kênh truyền hình FPNC. Sáng ngày hôm nay thứ sáu ngày 13/2018 thưa quý vị. Và như thường lệ chúng ta đang đến với chuyên mục chuyên gia thị trường. Và hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ vị khách mời quen thuộc của chương trình. Đó là anh Nguyễn Công Nguyên, giám đốc phân tích và đầu tư công ty chứng khoán Beta. Xin chào anh Nguyên, rất vui được gặp lại anh trong chương trình sáng nay. Vâng, trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì thị trường cũng đã lấy lại sắc xanh thì... Anh có một cái suy nghĩ là đây chỉ là một cái bẫy tăng bull trap không thưa anh? Tôi cũng xin trả lời luôn là tôi cho rằng đây không phải là một bẫy bull trap. Ít nhất thì phiên tăng điểm ngày hôm qua cũng là một phiên mà cũng làm dịu bớt cái sự lo lắng hiện tại của nhà đầu tư. Và phi yến thường biết rằng một bẫy bull trap ấy thường phải kéo theo là kích thích những dòng tiền mà cuốn theo những dòng tiền bên ngoài và thanh khoản là phải tăng. Và giá là phải tăng đột ngột. Và giá tăng đột ngột rất cao. Nhưng mà đây chúng ta không có những yếu tố này. Bên cạnh đó là trong suốt cái thời gian vừa qua thì phiên thấy rằng chúng ta không phải đối diện với phiên ngày hôm qua như vậy. Một vài phiên chúng ta đã chứng kiến rằng là chỉ số tăng điểm nhưng mà không có thanh khoản. Mà nếu đã gọi không có thanh khoản thì rõ ràng là cái dòng tiền mà để bị cuốn theo là không có. Đơn giản những dòng tiền hiện tại, dòng tiền mua và đi bán lại của nhà đầu tư đang hiện tại thị trường, họ có thể do là họ sẽ đảo danh mục, họ chuyển sang những cổ phiếu mà có cơ hội họ cho rằng cao hơn. Đây là quá trình mà tăng điểm là khá là bình thường thôi. Cho thấy cho rằng là cái mức độ mà tăng điểm này không phải là đầy đủ những yếu tố cho ngay lập tức đó, nó không phải là một cái bull trap. Và bên cạnh đó thì Phi Yến thấy là thời điểm hiện tại nhà đầu tư rất thận trọng. Thận trọng rất dâng cao, mà đã thận trọng thì người ta hoàn toàn người ta không để mắc vào cái bẫy mà như thế này trong cái thời gian hiện tại. Vâng, cảm ơn anh. Anh có đề cập tới thanh khoản thì rõ ràng thanh khoản thị trường ngày càng suy yếu đúng không ạ? Chứng tỏ là dòng tiền cũng chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường. Đúng vậy. Như thế thì anh suy nghĩ thế nào về các cổ phiếu vừa và nhỏ và liệu có cái cơ hội nào cho các nhà đầu tư ở những nhóm này không? Đầu tiên thì chúng ta nhắc về thanh khoản, đúng là thanh khoản là cái điều mà chúng ta chờ đợi rất lâu rồi để chúng ta có cái thanh khoản mà tích cực hơn, để giao dịch được hào hứng hơn. Nhưng rõ ràng rằng là thanh khoản hiện tại chúng ta hầu như để kích thích được cái dòng tiền mới tham gia, dòng tiền lớn tham gia thì hiện tại là chúng ta chưa làm được điều đó, thị trường chưa làm được điều đó. Và nhà đầu tư giờ rất nhiều yếu tố tác động đến đã đang giao dịch ở trong mức độ e ngại và e dè. Nhưng tôi cho rằng thực tế ra một mặt đấy thì tôi cho rằng tôi rất kỳ vọng rằng có thanh khoản đột ngột tăng lên, nhưng mà tôi ở cái thời điểm ở cái mức độ mà dao động giá như hiện tại thì cho rằng cái thanh khoản này tôi lại có thể tôi thích cái thanh khoản như này. Bởi trong cái quá trình mà thực tế là chúng ta đã trải qua là 3 tháng, chúng ta 12 tuần, chúng ta giao dịch là thị trường đi xuống trong một thu hút giảm điểm. Và thời gian đó cho đến thời điểm này, cái thanh khoản này chứng tỏ rằng những dòng tiền hiện tại đang thị trường, dòng tiền rất ổn định, dòng tiền mà sức chịu đựng rất tốt và dòng tiền bền bỉ. Đây chính là cái dòng tiền mà tôi cho rằng là để giữ cái duy trì, giữ nhịp ở thị trường, chứ không phải một dòng tiền bất ổn, một dòng tiền mà có thể là dắt ra vào nhanh và ra nhanh. Thì tôi cho rằng dòng tiền này là dòng tiền là cơ bản nhất để có giữ nhịp cho thị trường. Còn về cái vấn đề và cơ hội cho những cổ phiếu nhà đầu tư mà quan tâm những cổ phiếu vừa và nhỏ thì đúng là ở thị trường ở hiện tại thì chúng ta cái mức độ mà cơ hội là đều là không có cao, chia đều cho tất cả các nhóm cổ phiếu lớn và vừa và nhỏ luôn. Nhưng mà chúng ta cũng phải cho rằng là ngoài những cái yếu tố như là bất lợi hiện tại thì thị trường chúng ta đang ở mức độ tôi cho rằng từ thứ tư tuần trước cho đến bây giờ thị trường chúng ta cũng trải qua giao dịch 7 phiên rồi và cũng đang đi ngang ở cái vùng loanh quanh trong cái vùng mà 900 điểm. Thì tôi kỳ vọng, cái kỳ vọng lớn nhất và gần nhất rồi đây là thị trường đang tích lũy. Mà nếu thị trường đang tích lũy thì chúng ta sẽ có giữ được cái nhịp này, chúng ta có cơ hội để những dòng tiền đang trực chờ và có sẽ rất có thể có những phiên bùng nổ. Vâng. Thì lúc đó nhà đầu tư quan trọng nhất cái thời điểm này thì chúng ta hãy quan sát vào tất cả các nhóm ngành. Và những nhà đầu tư mà rủi ro thấp thì ít nhất là chúng ta cũng chưa nên vội vàng mà tham gia giao dịch làm gì cả. Và dĩ nhiên ở cái mức giá như hiện tại rất nhiều cổ phiếu chúng ta đang ở cái mức giá vùng hấp dẫn thì nhà đầu tư chung và dài hạn có thể cân nhắc. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và mùa báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 cũng sắp đến. Như vậy thì có nhóm cổ phiếu nào đáng lưu ý không thưa? Chúng ta trải qua đã đủ là hôm nay là tuần thứ 28 rồi và chúng ta đã qua mất bắt đầu của cái quý 3 là được 2 tuần và mùa báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới là bán niên thì tôi cho rằng là những cái yếu tố, những ngành đơn giản là chúng ta có thể đề cập ngay tới đó là nhóm ngành ngân hàng. Nhóm ngành ngân hàng, những cổ phiếu như của ACB, của VCB, của VIB đều những cổ phiếu đều dự đoán được là kế hoạch kinh doanh là kết quả của bán niên là rất khả quan. Bên cạnh đó thì tôi cũng cho rằng những nhóm ngành cơ bản, nguyên vật liệu cơ bản và tiêu dùng đều là những ngành tôi cho rằng là có thể là nhà đầu tư có thể xem xét ở những cái kết quả kinh doanh mà dự báo kết quả kinh doanh của ngành này. Nhưng mà nói về kết quả kinh doanh thì thực tế chúng ta lại đang ở trong cái tình trạng không như những cái thời điểm trước là thị trường của chúng ta lại đang trong tình trạng mà rủi ro.
không có tích cực thì nhà đầu tư đang cân nhắc giữa cái lợi ích đem lại từ kết quả kinh doanh và một mặt những cái lợi ích rủi ro đến từ những thông tin bất lợi, như những thông tin như chiến tranh thương mại Mỹ Trung, những tác động về những cái yếu tố và những thị trường xung quanh chúng ta. Thì giữa một bên là có lợi về mặt kết quả kinh doanh, một bên là những cái điều tiêu cực đến từ những thông tin bên ngoài, thì nhà đầu tư thực tế bây giờ cũng đang trong tình trạng là cân nhắc ở hai điểm này. Nhưng về đứng về mặt phân tích ấy, thì rõ ràng là những cái thông tin kết quả kinh doanh, những điều cơ bản nhất đó là những yếu tố có thể định lượng, thì rõ ràng là cái giá trị của nó sẽ cao rất nhiều cho những thông tin mang tính tâm lý, bởi vì đó là những yếu tố mang tính định tính. Thì tôi vẫn nghiêng về rằng những cái kết quả kinh doanh đó là những yếu tố mà tôi đánh giá cao hơn. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ hết sức thiết thực trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Viên. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện cùng anh Nguyễn Công Nguyên là giám đốc phân tích và đầu tư công ty chứng khoán Beta xung quanh diễn biến thị trường chứng khoán trong nước trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Và những thông tin vừa rồi cũng mang tính chất tham khảo đến từ chuyên gia chứng khoán. Phi Yến hy vọng là quý vị sẽ có được những thông tin tham khảo đáng tin cậy để có được những quyết định đầu tư thành công. Và đến đây thì bản tin sáng ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.